thả tôi ra, tôi muốn ăn, tôi muốn ăn, thả tôi ra. Mày đang đứng ở trong đó hả? Ủa, cửa mở. Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của tụi mình. Mình là Gia Phú, người ngoài của chúng ta làm mèo. Hiện tại thì bây giờ là bọn mình đang đứng ở đường Đặng Dung, quận Nhất, gần với bánh mì trứng non lòng đào. Ngày hôm nay món mà chúng ta sẽ thưởng thức đó là món bánh khọt Đặng Dung. Đây, cái địa chỉ ở đây khá là đặc biệt. Như cả nhà có thể thấy thì đây là một cái hẻm, hẻm khu phố Văn Hóa luôn, khu phố 3. Nó đưa ra được rào, một cái hàng rào như vậy. Thì chúng ta sẽ đi vô trong đó để đi vô trong hẻm mà ăn cái món bánh khọt ngày hôm nay. Cái đường đi nó khá là thú vị. Đây, địa chỉ mà bọn mình đang đứng là hẻm số 32 Đặng Dung, phường Tân Định, quận Nhất. Đi đường nào dễ ta? Trần Quang Khải. Thì nói chung là Trần Quang Khải, các bạn đi tới gần tới cái cầu Trần Khánh Dư á, các bạn quẹo vô cái đường đó thì các bạn sẽ gặp được Đặng Dung để mà quẹo vô cái đường này. Rồi, còn bây giờ thì trước khi xem tiếp, cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn vào nút subscribe để ủng hộ BM Food Travel phát triển hơn nữa cả nhà. Mời cả nhà vô trong tìm hiểu món bánh khọt ngày hôm nay. Nãy mày giống một thỉ lắm. Dạ. Không thể nào mà biết được ở trong đây là có bán cái đồ ăn luôn á cả nhà. Ở ngoài trước là một rào kín cổng vậy luôn. Trong đây là đâu có ai bán gì đâu, thấy không? Vậy mà nè, có thấy bạn bánh khọt không? À, nhìn vô đây là các bạn sẽ thấy. Lạ không? Lạ không? Có bạn cho. Đó, bánh xèo Phương Nga Đặng Dung nha cả nhà. Đây, rồi vậy là mình khỏi hỏi bán giá ha. Lát hồi mình vô mình hỏi cái khác. Thì giờ đây là sẽ có bán bánh xèo, bánh khọt và gỏi cuốn. Đây, giá là 35k bánh xèo, bánh khọt là 45.000, gỏi cuốn là 8.000, dầu ua là 5.000, nước là 7.000 và 8.000 một chai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô trong. Các bạn thấy ở đây là rất là thú vị đúng không? Ở ngoài là đường hẻm nhưng mà ở trong đây là ở trong nhà. Chị anh thấy có cô nữa nè. Chào anh, chào anh chị. Thì nãy như tụi em xin phép thì tụi em đang làm ẩm thực trên mạng á. Thì nay ghé thăm quán mình, giới thiệu cho mọi người địa điểm ở đây trong đây. Anh chị bán ở trong đây là mình được bao nhiêu năm rồi hả? 20. À, nãy giờ quên. Anh tên gì ạ? Em tên Trung. Dạ anh Trung, anh chị ạ? Nguyên. Dạ anh Trung, chị Nguyên. Ai vậy, là Phương Nga, vậy là cô hả? Đúng rồi. Vậy là cái này là coi như là cả gia đình bán luôn. Không muốn ở trên, không nhờ thị rồi. Dạ. Chị Nguyên với anh Trung là như thế nào ạ? Chị em á. À, hai chị em. Dạ, mình có gỏi cuốn nè. Quá trời thứ luôn. Cái này mình chuẩn bị vậy, mình chuẩn bị từ mấy giờ chị Nguyên? Sáng là phải 4 giờ sáng đi chợ rồi. À. Làm từ sáng tới giờ đó, bán tới chiều 6 giờ là nghỉ. Bán đúng 6 giờ chiều nghỉ thôi. Dạ. Là từ sáng là bắt đầu mình mấy giờ mình mở cửa nhỉ? 10 giờ là có rồi đó. 10 giờ. Dạ. Yeah. Bánh ở đây, cái bánh khọt của mình ở đây là chị đi làm theo làm mềm hay là giòn, hay là khách muốn ăn sao mình nói? Bình thường thì mình làm cái giòn, khách ăn thì hiếm lắm, khách ăn mềm thôi. Dạ. Đa số người ta ăn giòn thôi. Ừ, thường ta ăn mềm lắm. Em thấy mình cái đường hẻm mình nó nhỏ vậy chị, rồi lỡ đông có ngồi tràn cái hẻm này không? Đông quá thì mình sân ra ngoài sân á, mình ngồi ngoài. À, là cái sân ở ngoài á, cả nhà. Ngồi ngoài đó thì ăn xong mình dẹp, mình chọn dẹp, mình không có bài bàn ngồi đó được. Dạ.
Bình thường em thấy đi ăn bánh khọt á, em hình như là ở đây là mình có cái nước cốt dừa để mà thêm lên trên cái bánh khọt đó chị. Dạ. Là từ đâu cái chị nghĩ ra được cái đó? Nghe chị Quyên. Dạ. Cái... Do mẹ ba làm. Ừ. Cái nước cốt dừa đó là nước cốt dừa bình thường nên mình không nước cốt không. Bánh thơm quá. Nước xèo bánh khọt. To bự lắm á. Ừ, to bự lắm á. Nè, con tôm nè. Rối luôn. Ồ, bánh xèo. Hay. Chắc là mà mình sẽ ở đây đi ha. Ừ. Mọi thứ một phần bánh khọt, một phần gỏi cuốn và một phần bánh xèo. Rồi, em cảm ơn những chia sẻ của anh. Dạ, anh chị. Yo, đi. Đang không biết ăn món nào trước đây cả nhà. Thôi, bây giờ từ từ đi. Bây giờ mình các bạn xem trước đi ha. Đây là bánh xèo. À, 35.000. Bên trong cái gì? Đây. Cả nhà xem. U. Đó, giá nè. Tôm nè. Thấy chưa? Tôm màu đẹp chưa? Con là con nấy bự khủ luôn nha. 35.000 có thịt. Rồi, ốp lại. Đây là gỏi cuốn, 8.000 một cuốn. Cũng rất là chất lượng. Gỏi cuốn rất là u nù. Tôm được cắt đôi. Đây là bánh khọt. À, bánh khọt ở đây các bạn sẽ thấy nó lạ hơn những chỗ khác, là chúng ta sẽ có thêm một cái lớp nước cốt dừa để phủ lên như vậy. Thì nếu bạn nào không thích á, thì mình có thể kho nói chị không lấy cũng được. Giá một phần này là 45.000 một phần nha cả nhà. Thì ở đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái bánh khọt thì lúc đầu, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy thì với mức giá tiền này, một con tôm này rất là to, rất là bự, thấy rất là xứng đáng. Ăn 4 loại nước chấm. 3 ờ có 3 trẻ 4 chén chứ. À, mắm nêm, tương và mắm chua ngọt. Còn đây, đây là rổ rau xanh mướt, xanh mượt, có diếp cá nè, salad nè, cải bè xanh nè. À, những cái rau mà thông dụng để mà chúng ta ăn với món bánh khọt và bánh xèo. Rồi, bây giờ tới phần thưởng thức thôi. Mà thưởng thức cái gì trước đây? Chắc là gỏi cuốn đi, nó dễ. Chấm tương đậu phộng chứ đi. Tương chứ. À, đậu phộng rất là có đường chua nè, đậu phộng hộp bự nha. Không phải đậu phộng nhuyễn nha cả nhà. Ok chưa? Lẫm nha. Nó ngập trong miệng, cho nên phải nhai cực kỹ. Tương này của ở đây của chị sẽ nó ngọt một chút xíu nha cả nhà. Nhưng mà cảm giác cắn cái này nè, nó rất là đã. Tại vì nó, các bạn nhìn thấy nó rất là u nù. Ở giữa đó. Rau nè, thịt nè. Cắn một cái là ngập răng luôn á nha cả nhà. Cái rau rồi bún rồi bánh tráng rất là dẻo, rất là dễ nhai. Cảm giác hòa quyện với nhau. Nhai trong miệng đã lắm. Bây giờ mình chấm tới mắm nêm. Mắm nêm ở đây đã được xi nhuyễn có thơm nha. Vị mắm nêm này rất là vừa vị luôn á, không bị mặn, không bị ngọt, và đặc biệt là có nhiều dứa, nhiều thơm á, cho nên làm cái vị nó dậy mùi hơn nữa, rất là thơm mùi dứa. Vô bây giờ mình sẽ sửa cái bánh xèo nha. Cả nhà thấy là chiếc bánh xèo có cái một cái màu vàng ươm rất là đẹp, rất là điều màu. À, ở đây thì nó hơi xém xém, giòn nha, thấy không? Giòn chưa? Giòn lắm luôn. Rồi, vốn dĩ là bữa nay là mình đi quay món bánh khọt cho cả nhà, mà tự nhiên vô đây giờ thấy thì có bánh xèo rồi. Có phần tùm lum cũng không chị. Và sau đây các bạn sẽ được chứng kiến tay nghề cuốn của một thằng ngáo. Và sau là ngáo, có người khéo tay cái này, người khéo tay cái kia.
Tao nhớ tao chỉ mày mấy lần cuốn rồi đó. Nhưng mà tao không khéo tay nhiều cái lắm. Ừ, rồi. Mình sẽ lót thêm một miếng salad để cuộn vô. Tito. Diếp cá. Rồi, chắc đủ rồi. Còn chờ gì nữa? Biểu diễn nè. Lẫm thôi. Đơn giản. Mình cứ đơn giản mà thôi. Đó. Trời ơi. Hoành tráng không? Hoành tráng. Đẹp hay xấu gì cũng vô miệng thôi. Rồi. Đúng không cả nhà? À, một cái màu nước mắm rất là đẹp ha. Rồi chưa nữa nè. Trời ơi, ngon tôm trong miệng, đã quá. Lượm miếng cuối nha. Mình ăn miếng đầu là nguyên con tôm ở trong miệng rồi. Mà ăn tới cái miếng cuối nãy giờ con tôm vẫn còn trong miệng. Là sao? Chưa nhai hết. Con tôm bự quá. Vậy? Ừ. Nó chưa cũng phải chừa à. Nhai chừa để mình ăn cái miếng cuối á, nó có thịt tôm. Đầu tiên nha, vỏ bánh xèo rất là giòn, ăn rất là vị luôn. Rau xanh tươi cuộn vô ăn, giòn giòn của bánh xèo, rồi cái giòn giòn xốp xốp của rau, à rồi tới cái giá và cái thịt của bánh xèo á, rồi tới rồi có miếng mỡ nữa nha, cảm giác rất là thú vị. Điều đặc biệt là tôm rất là tươi, rất là chắc thịt. Ê, bây giờ tới bánh khọt nè, thấy không? Đẹp nha. Nghe không? Tôm bự không? Ăn không chứ. Ăn không hả? Bỏ bên tôm em đi đặt cái bánh nha. Nè, thấy bánh không? Rất là màu vàng. Thì lớp vỏ bánh sẽ rất không có bị dày. Cái phần ở ngoài này nó rất là giòn. Nhưng mà cái phần trong đây nè, nó xốp xốp dẻo dẻo. Ăn không hả? Ăn không hả? Cũng vô bụng hết. Nghe không, nghe không? Nghe. Giòn thấy không? Mỏng lắm. Các bạn thấy như vậy chứ thực ra cái lớp vỏ nó rất là mỏng. Cái phần đây nè, nó lõm vô cho nên nó không có bị cái phần xúc xích dẻo, nó không có bị dày. Bánh khọt ngon quá. Cũng nghĩ bữa nay định đi ăn bánh khọt cho nên bây giờ mình ăn bánh khọt tiếp. Ăn cho đúng nha. Ngon bự quá. Thực sự bánh, vỏ bánh mỏng mà tôm bự. Ăn á, mình cảm giác được giữa bánh và tôm nó hoàn toàn. Tuy là nó tách biệt nhưng mà cảm nhận rõ được từng cái. Nhưng mà khi mà chấm vô mình ăn như thế thì nó hòa quyện với nhau. Chất lượng hết cả nhà. Bây giờ mình và mèo cùng sưởng hết cái đống này. Ngon lắm. A few moments later. Yo. Chỉ với một phần ăn đó mà khiến cho bụng em không thở được thì ngày mai em biết sống sao. Thôi được rồi. Ăn phần ăn nãy thật sự là bây giờ nó cứng bụng luôn rồi cả nhà. Bánh khọt, bánh xèo rồi gỏi cuốn. Mà giá một nhớ nha cả nhà, bánh xèo là 35.000, gỏi cuốn là 8.000, bánh khọt là 45.000 một phần. Thì riêng bánh khọt nếu các bạn nào mà ăn riêng một cái thì sẽ tính tiền là 6.000 một cái. À, nếu bạn không mua một phần, các bạn muốn mua theo cái. Rồi, thì ngoài ra trên bánh khọt sẽ có nước cốt dừa. Nếu bạn nào không thích ăn nước cốt dừa, các bạn hãy nói để không có lấy nước cốt dừa nha cả nhà. Địa điểm mà để các bạn thưởng thức món bánh khọt, bánh xèo, gỏi cuốn cô Phương Nga là hẻm 32 Đặng Dung. Đường rất là dễ đi, Trần Quang Khải các bạn quẹo vô cái đường để về cầu Trần Khánh Dư sẽ thấy đường Đặng Dung thôi. Cầu đường Trần Khánh Dư luôn. Rồi, thì giờ mở cửa của quán cô Phương Nga là từ 9 giờ sáng là đã mở rồi, bán tới 6 giờ chiều là đã dẹp rồi nha cả nhà. Thì lúc sớm thì sẽ bán ở trong hẻm này, nhưng mà khi mà nếu mà đông sẽ giờ ra ngoài ngồi, cho nên các bạn không đừng có sợ là ngồi trong này là chật nha. Rồi, cái gì nữa ta? À, ngày 1 với ngày 15
là ngày rằm á là không có bán nha cả nhà, để các bạn nhà nhớ. Có một điều bây giờ mình nói về hương vị, thì hương vị ở đây mình thấy với cái mức giá tiền 45.000 một phần với phần bánh khọt như vậy, con tôm rất là to, rất là chất lượng, lớp vỏ bánh nó ngoài giòn nhưng cái phần ở giữa nó dẻo dẻo mềm mềm nhưng nó không quá dày, ăn không có cảm giác bị ngán, không có bị ngấy. Bánh xèo cũng vậy, bánh xèo rất là giòn, tôm rất là bự. Cá nhân mình thấy cái phần bánh xèo này mình thấy là nó ngon hơn ở bên Đinh Công Tráng, nổi tiếng quần nhất luôn á, mà chỉ có 35.000 thôi, rất là rẻ. Gỏi cuốn cũng rất là ú nù, chất lượng. Nước chấm ăn kèm ở đây, ba loại nước chấm rất là hợp vị, mắm nêm, nưa mắm chua ngọt và cái tương. Nhưng mà đặc biệt nha, cái mắm chua ngọt của cô hồi nãy mình có hỏi thì cô nói là không sử dụng nước mắm, mà cô sử dụng nước cốt dừa và nói chung là các nguyên liệu để cô làm ra cái nước đó, chứ không phải là hoàn toàn là nước mắm. Cho nên nước mắm nó có thể ăn chay được nha. Đó, cả nhà bạn nào mà ăn chay thì các bạn có thể đến đây để các bạn chấm nước mắm đó các bạn ăn. À, không ăn tên thì mình ăn với bột thôi. Rồi, hy vọng là cả nhà sẽ thích địa điểm này ngày hôm nay. Mọi thông tin, địa chỉ, giá cả ngoài trên clip bọn mình sẽ điền dưới phần mô tả nữa. Và dưới phần mô tả cũng có fanpage của tụi mình, các bạn nhớ like nha. Và đóng góp những cái món ăn ngon vào tin nhắn của fanpage để tụi mình có thể cập nhật, tụi mình đến đó để tụi mình quay cho cả nhà xem. Có Facebook của Phú và Mèo nữa, bạn nào có thắc mắc về đường đi, các món ăn nào mà không biết các bạn cứ hỏi, tụi mình sẽ chỉ đường tận nơi cho các bạn luôn. Rồi thì bây giờ thì cũng như cũ, thì mong là các bạn sẽ like, share cũng như là ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ BM Phú Travel của tụi mình phát triển hơn nữa. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon nò quá, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hấp dẫn kế tiếp.